Xin chào toàn thể quý cô chú, chị đã đến với kênh YouTube của shoptech.com.vn và em là Thăng Vũ. Ngày hôm nay thì em Thăng Vũ gửi đến các bác với một chương trình khuyến mại cực kỳ là sốc và đặc biệt. Với quý cô chú, chị nào đã và đang ủng hộ kênh YouTube bên em thì em cũng có một số những cái món phần quà, một cái mức giá thực sự là rất là hời rồi. Đến với bên em thì các bác yên tâm mua được những cái sản phẩm chất lượng chính hãng và đặc biệt là có một cái mức giá cực kỳ là hợp lý phải chăng các bác nhé. Rồi, trong cái lô hàng lần này thì thật sự là nhà em cũng về cũng khá là lâu rồi. Và tại vì là em cũng không để ý, không có thời gian chia sẻ và đăng bán. Thì ngày hôm nay em gửi đến các bác với một cái chương trình khuyến mại, em dọn kho những cái sản phẩm mà với cá nhân em thắng thì thực sự là các bác chơi ống nhòm ấy, thì đây là những cái sản phẩm ống nhòm mà có cái chất lượng cực kỳ là tốt rồi. Còn về cái mức giá thì khi mà các bác theo dõi kênh YouTube bên em thì chắc chắn cái mức giá đó là rất là giật mình các bác nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Nó là một chiếc dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Canon. Quý cô chú anh chị nào nếu mà chơi ống nhòm quang học hay là chơi những cái sản phẩm ống kính máy ảnh thì cũng biết là Canon là một trong những cái thương hiệu cực kỳ là lớn, và đặc biệt là chất lượng đầu ra thì thực sự là Canon người ta cũng sản xuất một số dòng đặc thù, ví dụ là dòng chống rung sản xuất đặc thù hơn. Còn nói về ống nhòm quang học thì cũng có nhưng mà nó ít. Ví dụ em cầm trên tay đây là một dòng sản phẩm mà ống nhòm 3X nhá. Quý chú anh chị có thể tham khảo. Đây là một trong những cái sản phẩm cũng khá là lạ. Code này, Made in Japan này. Canon camera. Rồi, em này thì em gửi đến các bác với mức giá là 300.000 các bác nhé. Thông số con này là 3X. Các bác có thể tham khảo là với thông số là 3X thì em hôm trước em có đọc ở đây con này. Này, Canon 3X. Hôm trước em gửi đến các bác về. Em đã căn chỉnh rồi, căn chỉnh điện chụp quang học rồi các bác nhé, yên tâm là không có vấn đề gì. Mức giá là 300.000 đồng bao ship, mức giá gần như là gọi là gửi các bác phần quà rồi. Thực sự là khi mà các em order một chiếc ống nhòm đến từ Nhật ạ, cái chi phí cân nặng nó rất là lớn, nó tầm 200.000 một cân cơ. Các bạn nào gửi đồ bên Nhật thì cũng biết này, 200.000 một cân thì đây cũng gọi là cái tiền, gọi là tiền vận chuyển thôi, bằng tiền vận chuyển thôi. Các bạn nào chơi được thì chúng em giao lưu thân và toàn bộ hợp kim cấp nhé, thân hoàn toàn bộ kim em căn chỉnh lại rồi, mức giá là 300.000. Rồi, sản phẩm thứ hai trong video ngày mai, các bác lưu ý là mỗi mã chỉ có một chiếc thôi, nên là các bác nhanh tay kết em nào thì có thể nhanh tay liên hệ sớm, tại vì chắc chắn là cái mức giá này thì em đăng lên thì nhiều anh em cũng điện và cháy hàng cũng nhanh thôi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với một em Pantech, Pantech Mini, Pantech 9X21UCF, tức là dòng lấy nét CF, tức là lấy nét tập trung. Mức giá của em này thì em gửi đến các bác là 800.000 đồng. Mức giá trên thì em này thì thực sự là đây là một sản phẩm nội địa Nhật. Các bác có thể tham khảo là Made in Japan, Made in Japan, hàng nội địa Nhật nên là cái giá trị sưu tầm và sử dụng của này thì rất là cao, độ nét này cực kỳ tốt. Nếu mà tầm giá thì chắc chắn là không có em nào ở Việt Nam con này đâu. 800.000 đồng là một cái mức giá hời nhá bác nhá. 9X21 6,3 độ, mã máy là 149 5146 Made in Japan. Em này thì khả năng với khả năng em thấy là nó cực kỳ là nhỏ gọn. Các bác đi concept này, đi du lịch, đây là một trong sản phẩm các bác trang bị thì cá nhân em thắng thấy là cực kỳ là thích hợp các bác nhé. Phủ mạ còn rất đẹp. Em này thì không có tình trạng gì về vấn đề về quang học, ví dụ như là bị lỗi nấm mốc thì không có vấn đề gì. Rồi thân của nó thì nó vẫn còn đẹp các bác nhé, nó không bị chảy xước quá nhiều. Ok, em này thì là 800.000 đồng có một chiếc. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với một em mini nữa, một em mini đến từ nhà Olympus. Olympus thì em này thì chúng ta sẽ có thông số là 7x21, 7x21 và có mã máy là fail 7,5 độ, mã máy là 4 8, 5 8 luôn. Con này thì sản xuất ở Trung Quốc. Olympus này nó cũng là một thương hiệu của Nhật và bây giờ nó sẽ có cũng có một số những xưởng ở bên Trung Quốc. Thì em này cùng với các bác mức giá là 500.000. Em này thì tình trạng quang học cũng rất là tốt các bác nhé, không có vấn đề gì. Rồi, cơ khí nó cũng rất còn mượt, chân chu, lấy nét mượt, nó không bị rơ. Góc nhìn 7,5 độ, 5.8. Em này thì em để mức giá 500.000. Mức giá trên thì thực sự không có con nào mini mà tầm 500.000 mà nó được như con này đâu. Các bạn nào chơi được thì liên hệ với em. Và tiếp đó chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đến từ em Fuji. Fuji ngày hôm trước thì em cũng gửi đến các bác một một chiếc một em đăng lên rồi nhưng mà chưa có bác nào ngỏ ý, thì hôm nay em xả kho thanh lý đi, xả kho thanh lý để các bác chơi được thì lấy em nó về. Em này thì tình trạng cơ khí thì nó cũng hơi xấu, tình trạng cơ khí thân hợp kim mà. Nếu Fuji thì các bác biết à,
Ở Nhật Bản thì sẽ có hai hãng, gần như là cũng có một số hãng rất là nổi tiếng, ví dụ như là Fuji này, Fuji rồi Nikon là một trong những hãng đình đám. Thì nếu mà đối với các em thắng thấy thì thật sự là các bạn chơi được game này thì cũng rất là hời được, cơ khí của nó thì còn khá là tốt, bên ngoài thì hơi xấu, kính quang học thì kính thì không vấn đề gì. Vật kính thì nó sẽ có dấu hiệu là bị xuống cấp một xíu, các bạn cùng tham khảo, mức giá là 500.000 các bác nhé. Và cũng là một mức giá hời rồi, mua về trải nghiệm một dòng sản phẩm ống nhòm tốt. Kính ảnh của này thì nó sẽ hơi đục, hơi màu nó hơi xấu một xíu, tức là nó bị cũ rồi, màu nó hơi xấu nhưng mà nó không nấm mốc, nên các bác chơi mua em này chơi nó vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Mua về cho các bé trải nghiệm hoặc là mua về sưu tầm, thực sự nó không có vấn đề gì cả. 500.000 bao ship, chỉ có một chiếc nhanh tay. Ok, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Một em Nikon Zoom, một Nikon Zoom thì không biết trước là em cũng có một khách nhắn tin qua Zalo hỏi là em đợt này có con nào hay hay không, thì quên mất em chưa chụp ảnh. Nếu bác nào tình cờ ở trên YouTube, anh khách đó thì nếu mà xem được con này thì lưu ý cho em nhá. Chơi được em này thì cực kỳ là tốt, chất lượng ảnh của nó thì hàng Nikon thì các bác yên tâm, chất lượng ảnh cực kỳ là tốt. Con này thì có sẽ zoom từ 8 đến 24 lần, chế độ zoom rất là tiện cho các bác đi du lịch, mua vào cho bé hay là mua về trải nghiệm một sản phẩm tầm trung. Con này thì mới ở thị trường Việt Nam đang bán, chào bán tầm khoảng 4 đến 7 triệu cũng có tầm à. Nếu mà mua trực tiếp em này mới Nikon Aclone này, các bác có thể tham khảo là con này mới từ đó tầm khoảng 5 đến 7 triệu, dao động tùy từng cơ sở bán. Mọi người các bác với mức giá là 1 triệu 200 nghìn đồng. Cơ khí thì còn đẹp, cơ khí không có vấn đề gì. Thị kính, vật kính cũng không có vấn đề gì luôn các bác nhé. Còn rất là đẹp, cái này là mồ hôi thôi chứ không có một cái vấn đề gì cả. Bác lưu ý cho em, không có một cái vấn đề gì. Phủ mạ của Nikon thì rất là bền, các bạn là chơi Nikon thì cũng biết rồi, ống kính của quang học của nó cũng rất là bền, phủ mạ đó, rất đẹp các bạn nhé. Em này thì thực sự nó mức giá hơi là 1,2 triệu rồi, 1,2 triệu thì muốn mua bên Nhật còn khó chứ không phải là mua ở Việt Nam. Mua bên Nhật em này nếu các bác mua được một triệu hàng cũ em này còn khó, nói gì đến Việt Nam. Em xả kho thanh lý cho các bác thôi. Ok, sản phẩm tiếp theo trong video hôm nay thì gửi các bác với mức giá cũng rất là hời, 1.300.000 đồng, của hãng Ozim, Costing, thông số là 10x35, góc nhìn là 7,5 độ, mã máy là 725513. Em này cơ khí này, cơ khí em đánh giá là hoàn hảo, cơ khí này nét đặc đặc thù của những dòng Nhật Bản đấy thì nó không bị rơ các bạn, cơ khí này rất tốt, rất bền. Nói đến Nhật Bản thì là một đất nước có nền công nghiệp cũng khá là phát triển rất là mạnh rồi, cơ khí của em này cũng rất là tốt, tuyệt vời. Em này thì thị kính, vật kính không có vấn đề gì. Các bác mua em này thì chụp ảnh màn hình lại nhá, lưu ý cho em. Em chỉ có một chiếc, 1.300.000 đồng. Mức giá trên đã bao ship và sẽ được bảo hành 2 năm, vẫn hỗ trợ cho các bác. Bên em thì chuyên phân phối ống nhòm và có hỗ trợ sửa chữa và bảo hành các bác nhé. Lưu ý các bác nào có vấn đề về ống nhòm thì chúng ta có liên hệ. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một sản phẩm Nikon, Nikon 7X50. 7X50 thì này, giao lưu với các bác là 1 triệu đồng. Em này thì căn chỉnh chụp rồi, em căn chỉnh chụp rồi, không có một chút vấn đề gì về chụp quang học, nó không bị lệch trục. Nhưng mà bên cái đó, nhưng mà ngoại hình cơ khí của nó thì hơi xấu. Em cũng xin chia sẻ thẳng này, các bạn nào không quan tâm về ngoại hình thì chơi ống kính nhé. Ống nhòm thì các bác chủ yếu là đến chất lượng quang học ấy. Nếu mà chơi về ống kính thì em này thì không có vấn đề gì về tình trạng quang học. Tức là quan trọng nhất là ống kính nó không bị mốc và như ảnh hưởng và không bị lệch trục, thì em này đã đáp ứng được hai yêu cầu đó. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ. Em này thì có mức giá là 1 triệu đồng các bác nhé, 1 triệu đồng. Nếu mà chơi được thì liên hệ, 1 triệu đồng thì thực sự nó bằng con này thì một con 3 con 4 cơ. Phí vận chuyển em này đóng gói về á, nó còn cao hơn. Thực sự là chia sẻ với các bác như vậy. Còn nếu bác nào order hàng Nhật thì biết mà, chơi hàng Nhật hay là buôn bán những cái sản phẩm ống nhòm hay là mua tất cả những cái thứ gì bên Nhật gửi về thì cũng biết về cái cước phí của nó rồi. Em không không cần quảng cáo quá nhiều. Rồi hôm nay em gửi đến các bác với cái mức giá thì thực sự là mức giá thanh lý rồi, giá hời cho các bác theo dõi ủng hộ và cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành và lắng nghe kênh YouTube bên em. Đó, các bác nào thấy hay thì có thể cho em xin một like, một share và một subscribe kênh YouTube của shoptech.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.